Ngất ngây hay ngất đầy? Trào lưu kết hợp đồ uống với hoa sữa khiến nhiều người ngỡ ngàng, nghi ngờ, ngập ngừng, không dám thử. Hoa sữa từ lâu đã gắn liền với hình ảnh mùa thu Hà Nội, một mùa đẹp và lãng mạn trong lòng người dân thủ đô. Từ hương thơm đặc trưng của hoa sữa, nhiều nơi đã bắt đầu thử nghiệm với việc thêm chút hương hoa sữa vào các loại đồ ăn, đồ uống để tạo cảm giác hoài niệm. Mặc dù nhiều người yêu thích hương thơm của loài hoa này, nhưng cũng không ít người cảm thấy khó chịu với mùi hương nồng nàn. Đáng nói, hai sản phẩm đầu tiên chào sân chính là trà sữa và nước khoáng kết hợp với hoa sữa. Cụ thể, trà sữa là sự kết hợp giữa hương thơm của hoa và sự tươi ngon của trà, thêm sữa và trân châu. Tạo hình của món đồ uống này cũng vô cùng bắt mắt khi người ta cắm thẳng cành hoa sữa vào ly trà, tạo cảm giác xanh mát. Nếu trà sữa có hương vị giống trà sữa thông thường, thì nước khoáng hoa sữa được Gen Z nhận xét là khá khó uống vì chưa quen với sự kết hợp độc lạ này. Thậm chí còn có mùi vị khá giống với sữa chua thông thường. Giá để thưởng thức món đồ uống độc lạ này cũng hợp túi tiền của học sinh sinh viên chỉ từ 35 đến 45 ngàn đồng thôi. Chưa dừng lại ở đó, một tiệm hoa còn thử tạo ra một combo hộp quà mùa thu gồm có hoa sữa, xôi cúm và cà phê, được trang trí trong một chiếc hộp trong suốt. Nhìn bên ngoài, hộp quà trông rất bắt mắt, được nhiều bạn trẻ chọn làm quà tặng trong các dịp lễ. Tuy nhiên, số ít cho rằng hộp quà sẽ rất có mùi khi đặt ba món đồ cạnh nhau, đặc biệt là mùi đặc trưng của loài hoa đã trở thành biểu tượng này. Dưới video do cửa hàng đăng tải, dân tình đã ùa vào để lại một loạt bình luận như: hoa sữa chụp xong vứt đi đúng không? Xôi có ăn được không nhờ? Cho thấy sự nghi ngờ về mùi vị của món đồ độc lạ này. Tuy nhiên, chủ cửa hàng cho biết xôi cốm và cà phê vẫn có thể thưởng thức bình thường. Nhìn chung, dù gây ra nhiều tranh cãi bởi mùi hương đặc trưng của hoa sữa, nhưng trào lưu đồ uống kết hợp hoa sữa vẫn là một lựa chọn thú vị của các bạn trong mùa thu năm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật và khám phá những câu chuyện kỳ thú.